ngày 23 tháng 2 năm 2019. Và hôm nay mình sẽ có một mẫu số điện thoại cũ. Và hôm nay mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn. Đây là trên tay mình, hôm nay nhà mình thì còn bán cũng gần hết rồi các bạn. Còn ít thì cũ mới cỏ với vật tinh thôi. Đây và trên tay mình đây là chiếc iPhone. iPhone 6 Plus. Còn này mình hàng lướt, cũ lướt, mình đang bán là hơn 3 triệu. Vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Hàng mình bán ra thì là thường ngày các bạn ạ, nên là nói chung là có nhiều bạn hỏi mình nhưng mà có hôm mình bán mất rồi thì mình sẽ không còn nữa. Chứ với như hôm nay thì các bạn nếu mà hỏi luôn mình sẽ còn. Đây cái tình mình với chiếc F1 VKS. Con này là con RAM 3GB này. Con này là chơi game Liên Quân, là cầu hình ABC, nói chung là 9 game thì ok các bạn nhé. Con này là RAM 3GB thì các bạn chơi Liên Quân nó kiểu mà các bạn bán giá là hơn 1 triệu. Và con này là con Oppo A37. Con này thì mình đang bán là 1 triệu 5 được nhá. Nói chung là con này thì RAM 2GB thôi. Con này F1 VKS mà đời đầu nhưng mà RAM 3GB đấy. Con này RAM 2GB thôi. Nói chung là cấu hình để chơi game thì cũng ok các bạn ạ. Còn trên tay mình đây là chiếc Vivo. Con này là Vivo Y55. Con này mình đang bán là 1 triệu 500. Nói chung là RAM, pin, cấu hình con này thì ok, chơi game 2GB. Cấu hình chơi game nét, pin rất trâu các bạn. Hàng mình bán ra thì mình có bảo hành cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm. Không phải là mình bán hàng chợ rời các bạn. Và trên tay mình đây là chiếc iPhone 6S màu trắng 16GB. Máy này là máy nguyên bản và chỉ mỗi là mất cái vân tay ở cái này, vân tay bị mất. Mình đang bán giá là hơn 2 triệu nha các bạn nhé. Hơn 2 triệu. Và còn đây là chiếc mình cũng là chiếc Oppo. Con này là Oppo F1 VKS. Và con này cũng là RAM 3GB này. Mình sẽ bán giá là hơn 1 triệu đồng. 9 game các kiểu ok. Đây trên tay mình đây chiếc iPhone 5S. Con này là 5S mất vân tay thì mình nó bán giá là 1.400.000 đồng. Chỉ mất vân tay thôi, còn mọi chức năng thì ok. Cấu hình RAM chiếc chơi pin thì ok. Và đây là chiếc Realme. Nói chung là hãng này thì mình thấy ok. Mình đang bán với con này là hơn 2 triệu tí các bạn. Cấu hình pin ok, pin tái thỏ nữa, máy rất ok. Con này thì nguyên hộp nhé, phụ kiện đầy đủ nhé. Đây là cái chiếc iPhone 5S. 5S về con này mình đang bán là 1.600.000 đồng. Vân tay đầy đủ. Đầy đủ, ok. Và đây còn hai chiếc 5S thì mình cũng đang bán là 1.600.000 đồng. Và bên này mình sẽ mở tủ bên này cho các bạn xem. Nhà mình thì tùy theo hôm, như hôm Tết thì mình phải bán rất nhiều. Mình rất nhiều máy. Nhưng thời điểm như thế này là mình rất khát hàng, rất hiếm hàng. Với các bạn máy cỏ thì các bạn khả năng các bạn cũng thích rồi. Đây trên mình đây còn chiếc ba chiếc điện thoại, một con A37, với một con máy tính bảng Acer và một con Note 3 mình đang bán là cũng hơn 1 triệu. Và một con máy tính bảng này thì mình đang đây là máy tính bảng Acer. Máy tính bảng này, con này hai sim sóng nghe gọi đầy đủ. Mình bán giá là 1 triệu đồng. Đấy nhé. Nói chung là pin chiếc ok, máy chung ok. Ở đây còn chiếc Samsung Note 3 này. Note 3 này mình bán cũng hơn 1 triệu các bạn nhé. Bạn lưu cho mình là hơn 1 triệu, mình cũng bán hơn 1 triệu. Đấy, và trên tay mình hôm nay thì nhà mình có mỗi mấy sản phẩm này là con chim bạch. Riêng ở Rai thì mình đang bán với giá là hơn 2 triệu như các bạn nhé. Hôm nay nhà mình thì còn mỗi thế này rồi. Có hôm Tết thì mình rất nhiều, mình bán hết rồi. Trong năm mình bán ở khu vực mình thì cũng bán hết rồi. Đấy các bạn thì có nhu cầu muốn mua điện thoại gì đấy thì cứ mình để lại số điện thoại để các bạn cứ kết bạn Zalo với Facebook cho mình nhận link, các đường link Facebook với Zalo thì mình đã chèn ở bên dưới ấy.
thì các bạn nhớ là đăng ký like, sub kênh cho mình nhá. Mình xin chào các bạn ạ.